chào cô nha. Hồi nãy giờ mới gặp cô luôn á. Chưa. Dạ chưa luôn. Có ly nước nè, có hai đây. Được rồi, con mới uống nước trà rồi cô. Được rồi, được rồi, có nước rồi. Để cô. Cho con cái gì đó. Ủa hai cô gần đây không? Cô gần đây không? Gần đây luôn hả? Rồi để đi, đang đây uống. Cảm ơn em nha. Để đi, đang quay tí. Ồ, mình mua một lạng một bó hoa rất là đẹp ha. Mua đào là muối tô, muối là muối bánh tráng giỏi cho Hồng Loan. Vậy hả? Không thể Hồng Loan chắc có thời gian ăn. Không phải Hồng Loan á. Ai ăn chứ đó. Tính là mua muối tô nè, mua bánh tráng vậy. Đặc sản của anh chị có cái đó rồi, có bánh tráng. Mà bây giờ mình không mua muối muối ớt, ngoài nào không có gì. Vậy là mình ở gần đây luôn hả cô? Dạ, nhà cô đây. Trời ơi, hai cây rồi hả? Dễ thương quá. Sáng cô tập đây nè, sân sân của cô tập nè. Vậy hả? Tập tên Vũ đây nè, đây nè. Dạ. À, cô như cái câu chuyện của chị Hồng Loan như thế này nè, cô có cảm nhận như thế nào không? Cảm nhận nói chung là thì giờ nó cái tối gì hơn thì giờ cái đoạn đó mà nè, nó mài, nó hoài, nó mài cũng có gì dạ. Đó. Cũng không, câu chuyện này cũng không có cái gì hay hơn. Nhưng mà nếu mà sáu bà bảy bá biết tạm dừng, dạ. Tạm dừng mà dạ. Kịp thời không thể đã xảy ra vậy. Dạ. Mà nói đi nói lại cũng nhờ. Dạ. Nhờ sáu bà bảy bá mà lo mới nổi lên cái dạ. Không? Nói đúng không? Ủa, dạ. Tại sao sao? Trời ơi, tại đó. Có cho nó một bịch trứng cút cho cút luôn đi. Cho bịch trứng cút đi. Cút cút. Trời ơi, thiệt chứ à. Cô ở gần đây hả cô? Ở gần đây cô đang ăn cho sớm. Dạ. Có biết tụi con lên shop con ghé nhặt con ăn cơm. Đấy. Rồi. Cút cút em cút cút luôn hả? Cút cút. Cút cút. 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 Cút đi con. Cút cút để con. Nói chung là bọn con phải cảm ơn các cô rất là nhiều. Khi mà trong câu chuyện Hồng Loan thì các cô cũng nhớ rất nhiều các anh em. Và hôm nay lại được uống nước này, lại được trêu đùa nữa. Tối ngày cô đành có xem hết điện thoại, điện thoại kia cũng có Hồng Loan không. Dạ. Không có chương trình gì cả. Dạ. Cô theo dõi lâu chưa cô? Từ hồi lúc mà Vũ Linh nằm xuống tới ngày hôm nay. Dạ. Không mấy rồi. Dạ. Dạ. Cô xem tất cả chương trình có cô xem ngồi bên hết. Kia suốt nhưng mà không... Hồng Loan đi đâu, có chuyện gì, dạ. Ngày nào là gì, mẹ đâu, đỡ đầu đó, cũng có cô xem hết. Dạ. Cô có nhận xét gì về cái chuyến thiện nguyện đi Bến Tre mà các nước vừa qua của chị Hồng Loan không cô? Quá tuyệt vời. Dạ. Quá tuyệt vời. Tuy rằng mình nghĩ là nước không có nhiêu tiền hơn mình nước. Nếu mà cô đây thật sự chắc nay là có 10.000 bình thôi à. Dạ. Dạ. Mà nó dễ tình, nó mát đúng không? Dạ. Đúng không? Không phải gì mà. Đấy. Như vừa rồi thấy có người nói này cho vàng dạ. Không có mình mà cho nước rất là mừng. Dạ. Thậm chí cô tính sẵn tổng viên mà cô làm một xe nước cho. Vậy, vậy đó mà có người lại hát mà mắt miệng nói được cho được có bao nhiêu nước đâu nhưng mà chắc đó là quan trọng quý là cái tấm lòng dạ giống như là mình dịnh đói giữa cái nhìn khác không nhìn nổi dạ đúng rồi cô dạ thì rằng mình đứt bao nhiêu tiền dạ đúng rồi thì cậy bao nhiêu tiền nhưng mà xã hội mà phòng dạ. Xã hội thì bình luận thì cái câu bình luận có người cũng tiêu cực dạ. Tích cực lẽ mình cứ lấy tích cực làm lên đi dạ tích cực mở qua hôm trước có đi trực tiếp xuống Bến Tre đó thì mới thấy được cái hoàn cảnh bà con ở dưới đó thật sự giống như cô nói vậy đó cho vàng tất nhiên ta cũng cần nhưng mà trong cái thời điểm này ta cần nước nhiều hơn nên mọi người đang đổ về đó để ủng hộ của hỗ trợ nó chỉ cần cũng đúng dạ. Cho vàng không mừng mà cho nước rất là mừng dạ đúng rồi tính là cô tính là về sau đó cô có số của anh Tiên cô tính cô làm một xe nước cô đi phía cho chứ không biết cho điểm nào chọn nào dạ. Thì thường là ở Gò Công Đông, Gò Công Tây đúng cô rồi. Nó Bến hoặc là Bến Tre Bình Đại đã bên đại của mình đại tâm rồi dạ. Tâm sư phố hả tâm rồi đó cũng có anh Tiên à không có anh Tiên trên tất cả khi nào cô đi á dạ. Khi nào cô đi á cô liên hệ tụi con để tụi con đi theo để hỗ trợ có thể bưng bê gì đó để hỗ trợ cũng được để giúp đỡ dạ biết chương trình Hồng Loan nó như vậy thì cô sẽ hỗ trợ cho cô không đi được mà cô hỗ trợ thêm tiền ha dạ. Nhưng mà cái chương trình hôm bữa chị Hồng Loan muốn là riêng làm riêng với chị Hồng Loan để giống như là hồi hướng công đức cho Bắc Năm dạ cũng như nói là Dũng Linh với Phương Lê dạ. Đang đi cho ở đâu á không có nói điểm nào á dạ. Đang đi cho Dũng Linh với là Phương Lê dạ. Còn bên Hồng Loan là khác dạ. Cho cái nhân theo như cô theo dõi về chị Hồng Loan á sóng gió gia tộc á thì suốt hơn một năm qua thì theo như cô chị Hồng Loan đã im lặng như vậy á là đúng hay sai cô
không đúng, không lo là trên đất là đúng, không lo đúng hả? Nhưng mà nó đúng ra giàu gì cho sóng gió cỡ nào không lo im lặng là tốt nhất. Không lo rất là khôn khéo, khôn khéo không lo rất là bình tĩnh vấn đề đó. Ví dụ giàu là nó nói cỡ nào đi chăng mình cũng im lặng, cái im lặng là già, không lo khôn khéo cái đó đó. Mình chờ đợi pháp luật hay cô ha. Nhưng mà theo nghĩ im lặng nó tủi thân lắm không cô? Người ta ép buộc mình quá, ta ép bức mình quá, đôi khi mà buồn lắm luôn. Bên phía Hồng Loan, bên cánh trái cánh phải Hồng Loan đều có khán giả mà. Dạ. Người ta cứ đẹp mình ghét luôn à. Ở dĩa cho nó được con cô. Hôm nay cô đi đông không cô? Đông mấy người, cô rủ đi. Dạ cô rủ đi hả? Cảm ơn cô. Sao cô đang tập nè. Dạ. Dạ. Rất là thương cô là mua bó bông nè cả nhà. Cái chỗ ngay chỗ đông đông xe đó con. Dạ, để công ty thay cho cô mua. Còn nào chưa có nước cho có dịp cô mua, cô mua luôn luôn. Dạ, dạ được rồi cô. Cảm ơn cô. Dạ, chúc con nhiều sức khỏe nha. Dạ, lát nữa vô sân khấu. Dạ, cô xuống trước tôi gặp con ha. Dạ dạ. Cô có xuống trước rồi đó. Con nhớ con. À nhớ rồi. Rồi, con chúc con sức khỏe nha cô. Dạ. Bắt cũng vô. Phải nói là ngày hôm nay cả nhà rất là tuyệt vời luôn. Rất là nhiều anh em YouTube cũng như là bà con đang yêu mến với chị Hồng Loan cả nhà đến đây rất là sớm luôn. Hiện tại là 8 giờ rưỡi chương trình mới diễn ra mà bây giờ là mới 6 giờ mấy thôi. Nhưng mà cô bác đến rất là đông luôn cả nhà mình nhìn xem nè. Rất là đông luôn. Ở đây chỉ là phía bên ngoài thôi cả nhà. Đấy. Và Hồng Loan sẽ quay bên ngoài cho cả nhà mình xem. Đây là anh Seth Tam này cả nhà. Đó, một người mà luôn luôn đồng hành với chị Hồng Loan. Đó, mà cũng gặp rất là nhiều cái sự mà người ta chỉ trích rất là nhiều nhưng anh không bận tâm đâu cả nhà. Đó. Cả nhà xem nè cả nhà. Dạ, Hồng Loan xin chào cả nhà. Chúc cho cả nhà mình có một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Cả nhà mình ai gần đây thì đến đây chơi nha cả nhà, cũng như là xem ca nhạc nè. Đó, tất cả những anh chị đang ở sau lưng Hồng Loan đây. À, đây là chị Ba Bình Tinh nè, anh Hai Vũ Luân. Đó. Và kế bên nữa là chị Hồng Loan và chú Linh Tâm. Kế nữa là anh Quách Tấn Du. Đó cả nhà. Những gương mặt mà phải nói là một dàn sao hàng đầu luôn. Và đây là cả nhà đây nè. Đây là Linh Tý nè cả nhà. Đây là Quỳnh Trang. Kế bên đây là Nhật Minh. Rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đến vào đây và tham dự ở đây. Cũng như là bữa nay là cái ngày mà ngày làm việc cuối cùng trong cái ngày lễ cuối lễ này là được rất là nhiều anh chị em công nhân được nghỉ lễ. Ai thì về sớm thì đã về nhiều giờ rồi. Còn ai chưa về thì có thể là đến đây mình xem ca nhạc. Một đêm ở đây cũng như là chiều giờ mấy anh em đưa thông tin ở đây cả nhà thì được rất là nhiều cô chú nhắn tin bình luận luôn. Có một hai người nhắn tin bình luận với nhau như thế này, nó trời ơi thương quá, ở xa mà cũng đến hả con, thật sự là vì yêu thương mà đến cả nhà. Thật sự là mình đi đâu mà làm mà cảm thấy mà được cả nhà yêu quý, cả nhà yêu mến, mà làm cái việc nào đó mình cảm thấy như là được mọi người hưởng ứng cả nhà, mình cảm thấy rất là vui, cũng như là mình làm mình cảm thấy có động lực đó nha. Đó. Dạ thì video cũng khá là dài rồi. Hồng Loan xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Tất cả những cô chú bác anh chị ở Tây Ninh và những người cô chú bác anh chị ở xa đang xem video này. Hồng Loan chân thành cảm ơn đại đình rất nhiều. Rất mong cả nhà yêu mến hãy đăng ký và like ủng hộ giúp Hồng Loan để cho kênh nó càng ngày càng tương tác mạnh hơn để Hồng Loan có thêm thu nhập, Hồng Loan đi làm thôi. Đó. Hồng Loan xin cảm ơn cả nhà nha.